Xin chào bạn, đây là bộ sạc 8 viên pin cùng một lúc của Bestoy mới vừa được ra mắt ha. Đây là bộ sạc của chúng ta. Thì hãng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cọng dây cáp sạc micro USB. Ở trên bộ sạc này thì các bạn có hai cái chui sạc để có thể dùng. Một là chui micro USB là cắm dây sạc của hãng tặng. Hai là bạn có một cọng dây cáp sạc Type-C thì bạn có thể dùng luôn. Nhưng mà lưu ý là tất nhiên là không sử dụng hai cọng dây cáp này cắm cùng một lúc nhé. Với bộ sạc này thì các bạn có thể sạc cùng lúc được 8 viên pin 2A nè, hay còn gọi là pin tiểu. Hay còn có một tên gọi khác là pin con thỏ và pin 3A với tên gọi khác là pin đũa nhé. Đây, thì đây nó sẽ có các bạn có thể cắm vô như vậy. Đó. Cái chui bên ngoài thì sẽ cắm pin pin 2A, cái chui ở trong thì sẽ cắm pin pin 3A. Đó, như vậy. Và ở đây mình đang có một cọng dây cáp sạc Type-C, mình sẽ cắm vô cho các bạn xem. Đó, khi cắm vô thì màn hình LED nó sẽ hiện lên. Và lưu ý với các bạn đây là một clip quay bằng điện thoại nên cái tần số quét của điện thoại so với cái màn hình LED nó không đồng nhất với nhau nên các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị giật giật như vậy. Nhưng ở ngoài nhưng ở bên ngoài thì nó sẽ không có bị giật nhá. Với màn hình LED như thế này thì khi mà sạc pin đầy nó cũng sẽ báo đầy pin và khi mà đầy pin thì bộ sạc này nó sẽ tự ngắt, không gây ra cái tình trạng là sạc nhồi ảnh hưởng đến việc chai pin của pin nhá. Rồi, nếu mà các bạn nào cần mua thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này hoặc là fanpage 1994 mình để ở đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.